Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình tấn công vào trường Fulbright được coi là tấn công vào mối quan hệ Việt-Mỹ. Ngày 1 tháng 9, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt bình luận cáo buộc sai trái về trường Fulbright động cơ và hệ lụy. Tác giả cho biết kể từ đầu tháng 7, các youtuber và dư luận viên đã đưa lên mạng xã hội nhiều bình luận sai trái vu khống trường Fulbright Việt Nam, nhiều vấn đề, trong đó có việc gắn trường đại học này với việc đào tạo nhân sự làm cách mạng mạo. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả dẫn thông báo của Đại học Fulbright trên Facebook ngày 14 tháng 8 khẳng định rằng các tuyên bố được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội là những thông tin sai lệch với mục đích thao túng. Cụ thể, chiến dịch đánh phá dường như đã được lên kế hoạch kể từ sau lễ tốt nghiệp của trường vào đầu tháng 6 sau đó tăng dần về số lượng, cường độ và những gán ghép khi cách mạng đường phố ở Bangladesh diễn ra. Theo tác giả, những bình luận và thông tin tấn công trường Fulbright xuất hiện cùng thời gian với những kênh YouTube, trong đó có thể kể đến kênh Tuyền Văn Hóa với hơn 2 triệu người đăng ký. Ngày 21 tháng 8, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đăng một phóng sự video với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục. Mặc dù ngôn ngữ có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng trực tiếp nhắm vào trường Fulbright và gắn kết hoạt động của trường với những khả năng về những cuộc cách mạng màu đã và đang xảy ra trên thế giới. Vẫn theo tác giả, chỉ 5 ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải đưa ra thông báo ca ngợi các hoạt động của Đại học Fulbright và sự hợp tác giáo dục Việt-Mỹ. Sau đó, video trên truyền hình quốc phòng và một số video trên các kênh YouTube khác bị gỡ bỏ. Và đây là hình trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa. Tác giả nhận xét, Đại học Fulbright là biểu tượng quan trọng về hợp tác giáo dục Việt-Mỹ, rộng hơn là cáo quan hệ Việt-Mỹ trong hiện tại và tương lai. Cho nên tấn công vào trường Fulbright được coi là tấn công vào mối quan hệ Việt-Mỹ. Việc chủ ý tấn công có vẻ đã âm ỉ từ lâu, nhưng bắt đầu được kích hoạt khi có những biến động gần đây ở Bangladesh với người tạm đứng đầu chính phủ Bangladesh là ông Muhammad Yunus vốn là một cựu sinh viên full Tác giả quan sát và lưu ý, khi các YouTuber và TikToker trên mạng xã hội bắt đầu tấn công trường Fulbright, thì trên trang Wikipedia liên tục có những chỉnh sửa. Nếu chúng ta xem lịch sử chỉnh sửa của trang, thì thấy rõ cuộc giàn co chỉnh sửa rất nhiều. Cụ thể, ngày 10 tháng 8 đã có 2 chỉnh sửa và đỉnh điểm đến ngày 17 tháng 8 có đến 8 chỉnh sửa trong một ngày rất nhiều thông tin đã được thêm vào rồi lại lấy ra bởi các bên khác nhau cùng thời gian với các youtuber và tiktoker xuất hiện tấn công trường Đó chính là sự giằng co giữa hai lực lượng tiến bộ và phản động, cấp tiến và bảo thủ trong tư duy xây dựng mối quan hệ giữa Việt, Mỹ. Tác giả nhận định, sâu xa hơn, việc tấn công vào trường Fulbright có thể là một cuộc thăm dò từ cấp cao nhất là ban tuyên giáo trung ương. Về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong quá trình đấu tranh giữa các phe nhóm sau sự ra đi của Tổng Trọng. Và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. Tuy vậy, phản ứng của Bộ Ngoại giao trong vụ việc này là chiến thắng của những người vì tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Tác giả cho rằng, có lẽ đã đến lúc cộng đồng tiến bộ phải đứng lên cùng trường Fulbright. Nêu rõ những sai phạm của các cá nhân trong vụ việc kể trên để cảnh tỉnh những kẻ thiếu hiểu biết, nghe theo sự xúi dục của thế lực bảo thủ, làm điều sai trái, bất lợi cho quan hệ Việt-Mỹ và tương lai đất nước. Trước mắt, trường có thể lấy lại các video và các bình luận xuyên tạc, ác ý để làm bằng chứng tố cáo họ vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự, hoặc ít nhất cũng phải bị xử phạt, theo tiết A khoảng 1, Điều 101, ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2020. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tấn công vào trường Fulbright được coi là tấn công vào mối quan hệ Việt-Mỹ. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trò trấn lột đáng sợ của Tô Lâm nhắm vào 7 phút. Trước khi đi Trung Quốc, phe Tô Lâm bắn tin rằng Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước, đang bị điều tra. Nếu Tô Lâm cho thực hiện vụ bắt bớ này, thì đây sẽ là một vụ án chấn động cả nước. Bởi trước đó, tứ trụ về hưu luôn là vùng cấm bất khả xâm phạm tuy ông phúc đã không còn quyền lực nhưng chắc chắn tiền tham nhũng ông không ăn một mình đặc biệt ông trương hòa bình phó thủ tướng thường trực dưới thời ông phúc làm thủ tướng không thể không liên quan đến những sai phạm của cấp trên trong chế độ này khi phải ký những văn bản có nguy cơ dính đến sai phạm thì cấp trưởng thường hay đẩy cho cấp phó buộc họ phải ký và đây là hình nguyễn xuân phúc nếu bức dây Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ động đến cả khu rừng. Lúc đó không những ông Trương Hòa Bình mà có thể cả ông Trương Tấn Sang cũng nhảy vào gỡ rối. Trong khi đó, ông Trương Tấn Sang rất có ảnh hưởng đến nhóm Hà Tĩnh. Vì vậy, có ý kiến đánh giá, rất có thể ông Tô Lâm chưa đủ tự tin để bức dây động rừng trong bối cảnh hiện nay. Mới đây, một nguồn tin nội bộ cung cấp cho Thời báo chấm biết rằng Tô Lâm đã thỏa thuận được với Nguyễn Xuân Phúc theo đó, ông Phúc buộc phải nhả một phần tài sản đã tích cớp được sau bao nhiêu năm và sẽ được tha. Như vậy, ông Phúc hài lòng với phần tài sản còn lại, còn Tô Lâm thì trấn lột được một phần kha khá từ ông cựu chủ tịch nước này. Tô Lâm không cần phải bức dây động rừng, có thể gây ra hậu quả khó lường. Nếu đây là sự thật, thì có thể nói những kẻ cấp cao trong nội bộ đảng đang ăn thịt lẫn nhau. Kẻ đang cầm quyền thì tìm cách trấn lột kẻ đã thất thế. Khi còn nắm giữ quyền cao chức trọng, quan chức không chỉ trấn lột người dân, bòn rút tài nguyên đất nước để làm giàu, mà còn trấn lột cả đồng chí của họ. Những vụ trấn lột lẫn nhau như vậy không phải đến đời Tô Lâm cầm quyền mới có, mà đã có từ lâu. Thời ông Nguyễn Phú Trọng, trò bẩn này đã được thực hiện nhân danh công lý. Vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á được xác định đã gây thiệt hại 4.000 tỷ đồng mỗi vụ tuy nhiên khi ra tòa các bị cáo phải bồi thường con số rất nhỏ chứ không bị truy thu hết 4.000 tỷ đồng người dân những nạn nhân của họ thì không hề nhận được đồng nào tiền bồi thường và đây là hình đại án chuyến bay giải cứu nguyên nhân sâu xa của điều này là gì theo nguồn tin nội bộ của thời báo d đánh giá đằng sau vở kịch công lý này là cái chợ buôn bán công lý để có thể thoát những bản án tù hoặc muốn giảm mức án xuống thấp hơn các đương sự phải nhả lại một phần lợi ích mà họ đã được hưởng cho những kẻ cầm cân nảy mực và như vậy tất cả đều có lợi. Nếu Tô Lâm thực hiện trò trấn lột như thế với Nguyễn Xuân Phúc để ông Phúc được an toàn thì cũng không phải việc mới lạ. Cái mới ở đây chỉ là Tô Lâm dám thực hiện điều đó với một tứ trụ đã về hưu mà thôi. Mà với tứ trụ về hưu thì cũng chỉ có Tô Lâm mới dám làm như vậy. Và đây là hình Tô Lâm kẻ tạo ra luật các tứ trụ về hưu thường rất giàu có, bởi chuyện tham nhũng triệu đô đối với họ cũng chỉ là tham nhũng vặt. Sau bao năm ngồi trên đỉnh quyền lực để vơ vét, thì tài sản của họ không thể nào tưởng tượng nổi. Mỗi người trong giới tứ trụ đều rất hiểu điều đó. Khi trấn lộc của dân thì cần những chính sách tinh vi và phải thực hiện trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trấn lột các đồng chí thì chỉ cần một lời đe dọa và các bên ngồi lại để ngã giá. Lúc đó, kẻ thất thế chỉ biết gật đầu và cam chịu. Một khi đã trấn lột được một tứ trụ, thì có lẽ những tứ trụ về hưu khác cũng phải biết điều, chấp nhận luật chơi. Như vậy, nguồn thu của Tô Lâm và Cánh Hậu không chỉ là 100 triệu dân, mà còn là những cựu quan chức vẫn còn sống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trò trấn lột đáng sợ của Tô Lâm nhắm vào 7 phút. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.